Theo trang tin Bloody Disgusting, Geoffrey Fletcher là người đảm nhận trọng trách mỹ hóa bộ phim kinh dị Cô Hầu Gái của điện ảnh Việt Nam. Đây là nhà biên kịch da màu tài năng, từng giành giải Oscar cho hạng mục kịch bản chuyển thể xuất sắc với bộ phim Princess năm 2009. Bộ phim Cô Hầu Gái được phát hành vào mùa thu năm 2016. Câu chuyện phim lấy bối cảnh vào năm 1953, khi cuộc chiến tranh Đông Dương đang đi đến giai đoạn cao trào. Một cô gái mồ côi do Nhung Khét thủ vai được thuê làm hầu gái tại một đồn điền cao su của thực dân Pháp. Tại đó, cô trải qua hàng loạt hiện tượng siêu nhiên kỳ bí và khám phá ra những bí mật chết người. Theo nguồn tin, nội dung chính phiên bản Cô Hầu Gái của Mỹ sẽ gần như nguyên tác. Song, câu chuyện xảy ra tại miền Nam nước Mỹ với bối cảnh thời gian được đổi thành kỷ nguyên tái thiết năm 1863 đến năm 1877. Đây cũng là lúc nội chiến Hoa Kỳ nổ ra năm 1861 đến năm 1865. Theo chia sẻ của Geoffrey Fletcher, đây là cơ hội để ông hợp tác với những tài năng quốc tế đến từ châu Á như đạo diễn Derek Nguyễn hay nhà sản xuất Timothy Bùi. Nhà biên kịch cũng cho rằng kỷ nguyên tái thiết của nước Mỹ rất hoàn hảo đối với câu chuyện chuyển thể này. Còn theo Derek Nguyễn, đạo diễn của nguyên tác cho biết, khi viết kịch bản gốc cho Cô Hầu Gái, anh chợt nhận ra lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc có rất nhiều nét tương đồng với thời kỳ người Mỹ gốc Phi bị biến thành nô lệ ở miền Nam nước Mỹ, cũng như việc được cộng tác với nhà biên kịch tài năng Geoffrey Fletcher quả là một niềm vinh hạnh của anh. Tháng 11 năm 2017, Cô Hầu Gái đạt 3 giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, bao gồm nhạc nền phim xuất sắc, thiết kế âm thanh xuất sắc, bông sen bạc tại hạng mục phim truyện xuất sắc. Hiện chưa có thông báo nào về thời gian bấm máy hay phát hành dự kiến cho phiên bản remake do Hollywood thực hiện.